Cháu mất được bao lâu rồi anh? Hôm qua mất rồi hả? Rồi. Giờ đang làm đám à? Ngày này là hả? Ngày này. Chôn chưa? Hả? Chôn chưa? Chôn. Vẫn chưa chôn nữa. Rồi. Hôm qua mất sao hôm nay chưa chôn? Mấy ngày mới được chôn nhỉ? Ngày này không? Ngày này chết rồi. Hôm nay chôn luôn đi. Vâng. Ừ. Nói mà anh không có cái gì. Không có cái gì thì ngày này thôi. Ừ. Lợn không có, tiền không có. Lợn không có, tiền không có luôn. Tôi lên nhà thăm gia đình một chút đi. Vâng. Ngày trước là có mạnh thường quân hỗ trợ gia đình rồi. Xong là sáng nay lại nhận được một cuộc gọi của gia đình nữa. Em lên thăm tí thôi, động viên gia đình một xíu. Chào nha.
Anh lên anh không có gì đâu. Sáng nay gọi thì anh biết thật. Thì thôi thì cầm đấy đúng không? Để lo cho các cháu. Nó rất là buồn luôn, xin chia buồn cùng gia đình luôn ấy. Bởi vì là những cái này là cũng mình cũng mong muốn, nếu mà ở nhà mà mình đưa đi viện kịp ấy thì là còn may. Nhưng mà đằng này là em cũng đi làm đúng không? Hả? Vừa rồi em đi làm đúng không? Vừa rồi em đi làm đúng không? Đi làm cái gì? Thế sao lại không đưa đi viện? Đi tiêm rồi. Nó dạy như thế nào thì nó đi như thế nào, nó dạy sao thì đi thế nào. Có nhiều người em chăm sóc con tốt tí nhá. Đấy, con mình nhiều. Hiện tại gia đình chuyển lên trên này ở thì là cũng không có một cái con vật gì nuôi được, chú bác chỉ có mấy con gà đây thôi. Rất là vất vả. Kiểu là cái chỗ nhà cũ ở dưới ấy thì là không hợp nên gia đình bắt buộc phải chuyển lên trên này để ở ấy. Đây là nước hay sao? Bà con phải đi gùi nước từ dưới kia lên của bác ạ. Đây có nước sử dụng nữa. Hiện tại bà con trong này là các thầy đang làm lễ. Ở trong này là mất xong là khoảng 1-2 hôm mới được chôn của bác ạ. Có hơn 6-7 hôm thôi. Bà con đến chia buồn rất là nhiều. Thật ra là các cháu vẫn đang ở bên kia, cháu có mất ấy, để treo trên đấy cú bác, để nằm ở trên đấy xong mà đứng mai bị chôn, khổ quá. Cháu nhỏ vì cái cuộc sống mà bố mẹ không vui nhỉ, tại sao luôn ấy. Bị ốm nặng mà không đi ra viện ấy. Đợt trước rồi cũng có cậu Biên là đợt trước là có đi ra viện rồi, mà đợt này lại không chịu khó đưa con đi viện nên là dẫn đến cái tình trạng này.
rất là khó khăn cho gia đình. Hiện tại gia đình cũng không có cái gì cả. Bây giờ cũng phải về cùng bác. Lúc này đang làm vàng mã. Làm này rất nhiều luôn. Xuống đây nhá. Ở dưới là phải đi điện nước vì băng, đi gùi nước về để sử dụng trong một cái lễ đám ma. Ừ, anh về nhá. À, thế thì cái màu đấy em ớt, anh ớt ớt tí chân nữa anh. Thôi, về có việc một chút nhé. À. Để lúc khác tôi chia buồn cùng gia đình. Giờ rồi anh cũng phải về nữa. Thế thì gặp lại nhá. Cảm ơn anh. Ok. Nhá. Anh về. Chào và có thêm nhá. Anh nghe nhờ anh sẽ giàu ấy. Ừ. Anh về nhá. Okay. Hôm nay trời nắng đẹp quý bác ạ. Thực ra là đây là đường mới vào lên trên này của bác, đường lên cũng rất là khó, chưa mở đường cho xe máy lên ấy. Khi nào gia đình mà có cái gì đó thì gia đình sẽ làm cái đường lên để tiện cho cái việc đi lại. Thực ra là video hôm nay ấy cũng là một cái video buồn cho các cháu nhỏ khổ. Thôi thì video của Cường cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.